cả quý vị các bạn, tôi là Mạnh Ô Tô. Và trong cái khoảng thời gian gần đây có rất nhiều người điện hỏi tôi rằng là chúng ta có nên mua xe trả góp hay không. Thì với cái kinh nghiệm của tôi, và tôi cũng đã từng gặp được rất là nhiều người đã mua xe trả góp, thì và tôi học được cái bài học đó là chúng ta không nên mua xe trả góp. Tại sao tôi lại nói điều này? Là chúng ta mua xe trả góp ấy, thì cái lãi suất mà ngân hàng đưa cho chúng ta là 0,9, nhưng đó là những cái thứ chúng ta chỉ nhìn thấy cái bề ngoài, và ở sâu tiềm ẩn bên trong thì chúng ta phải trả lãi suất lên đến 5,3%. Tôi sẽ phân tích điều này cho các bạn thấy. Cái lãi khi chúng ta bỏ ra với khối lượng một con xe mới mà trả góp thì chúng ta phải bỏ ra một phần tiền. Nếu như bây giờ con xe nó là 400 triệu, tôi nói là 400 triệu nhưng mà nó không đến, nhưng mà nó xấp xỉ 400 triệu thì chúng ta phải có khoảng tiền đâu đó là 150 triệu để trả cho các đại lý, và các đại lý làm thủ tục vay ngân hàng cho chúng ta. Thì các đại lý này liên kết với ngân hàng, và ngân hàng sẽ là người thả tiền để cho chúng ta mang xe về, nhưng mà giữ lại đăng ký. Thì cái điều diễn ra đó là khi chúng ta mua cái xe mới, cái 150 triệu đó, thì chúng ta nếu chúng ta có tiền thì không sao, chúng ta phải đi vay. Thì 150 triệu thì chúng ta nếu chúng ta tính ở 0,9, chúng ta phải trả đâu đó một tháng là 1 triệu, cộng với 300 triệu của ngân hàng trả, chúng ta phải trả lại là 4 triệu. Vậy thì tôi tính là 400 triệu. 400 triệu thì chúng ta phải trả lãi hàng tháng là 4 triệu cộng với gốc. Thì cái lãi suất đó là lãi suất 0,9. Nhưng khi các bạn mua xe năm đầu tiên thì các bạn phải lỗ cái tiền khấu hao. Các bạn cứ đăng ký về tên thì các bạn đã lỗ con xe đó. Nếu chúng ta không chạy thì chúng ta đã lỗ khoảng mất khoảng 60 triệu cho đến 40 triệu. Chưa nói là chúng ta mất về tiền tuần đời. Việc nữa đó là cái xe đó mỗi một năm nó sẽ khấu hao đi khoảng đều đó là 30 triệu của một con xe, bất kỳ đó là xe con hoặc xe tải. Cái điều này không ai nói với chúng ta cả, nhưng khi chúng ta mua xe thì điều đó nó mới diễn ra. Và ngân hàng giữ đăng ký. Nhưng cái việc nữa này, chúng ta đã mất đi, nếu như vậy thì chúng ta tính này, với một năm là 12 tháng, chúng ta mất một tháng là 4 triệu, 10 tháng là 40 triệu. Vậy thì một năm cộng với 2 tháng nữa là 48 triệu. Cộng với chúng ta phải chịu khấu hao của con xe đó, là khi chúng ta mua xe mới, năm đầu tiên chúng ta phải khấu hao đi mất 100 triệu. Việc nữa đó là ngân hàng lại còn bắt chúng ta phải mua thêm một cái bảo hiểm, đó là cái bảo hiểm thân vỏ, mất khoảng 15 triệu. Vậy thì các bạn thử tính này, 60 triệu cộng với lại 48 triệu tiền trả lãi, cộng với phí bảo hiểm của là 16 triệu. Vậy thì chúng ta thử tính thêm, nếu như trong vòng 5 năm chúng ta chia cái đấy, tiếp tục những năm sau, chúng ta lại phải trả đi là tụt lùi thì cũng phải là 40 triệu. Vậy thì nếu như trong vòng 5 năm thì các bạn thử tính xem là chúng ta có mất con xe không. Và điều này hoàn toàn không ai nói cho chúng ta biết cả. Nhưng mà tôi là những người tôi từng phân tích những cái chiến lược đó, thì tôi xin chia sẻ với các bạn là cái điều mà chúng ta, tại sao chúng ta không nên mua xe trả góp. Thì các bạn hãy thử đặt bút vào các bạn tính xem có đúng với tôi tính hay không. Đó là cái điều mà tôi chia sẻ với các bạn là không nên mua xe trả góp đối với trải nghiệm của riêng tôi. Và các bạn muốn tôi thêm tư vấn điều gì thì tôi có để số điện thoại bên dưới. Và các bạn hãy thấy rằng nó hay thì các bạn hãy đăng ký kênh để nhận được những clip hay tiếp theo, và các bạn hãy chia sẻ để cho những người khác biết về những cái clip này. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào những clip lần sau. Chúc các bạn một buổi chiều tốt lành. Chào các bạn.